ạp. Họa mi thuần nha anh em nha, chim rất tuần luôn. Đấy, đuôi lá vả hót gật gù cực kỳ hay. Giọng hót thì chấm hết luôn anh em nhá. Mở vải ra chơi anh em nhá. Đấy, hót gật gù rất hay. Đấy, hôm nay ngày bao nhiêu nhỉ? Hôm nay là chiều ngày 27 tháng 6 nhá các bác nhá. Đấy, lên hình cho anh em họa mi thuần đẹp. Anh em nghe giọng nhá, giọng hót em này cực kỳ hay. Luyến láy rất là hay anh em ạ. Mỏ mỏng như lá lúa luôn. Mẫu chim này thì hót anh em không phải nghĩ đâu. Đấy, anh em nào kết thì alo cho em qua số điện thoại 0978 767 689 nhá các bác nhá. Đuôi lá vả bóng bộ đẹp, chim thuần anh em nhá. Này, thoải mái anh em xách cầm trên tay. Đấy, lắc lư chim vẫn chơi, vẫn đứng cầu hót bình thường các bác nhá. Quá đẳng cấp luôn. Đấy, anh em nhìn thấy vip không? Em này thì về anh em chơi xách tay đặt bàn chơi thoải mái anh em nhé. Siêu thuần siêu mỏ rồi. Và giọng thì siêu hay anh em nhé. Hót gật gù múa lân. Anh em nào kết alo cho em. Em đang nhốt em này vào cái lồng khiếu nên là nhìn cái lồng nó bị quá to so với con chim nha các bác. Nhưng nhìn con chim nó nhỏ đi nhá. Chứ thực tế là ở ngoài là nhìn con chim bóng bộ nó to đẹp hơn rất nhiều. Đấy. Anh em nào mà thích chim chơi hót mà giọng hay nhá thì là chốt cho anh em này là giọng cực kỳ đỉnh luôn. Đấy. Lông lá sáng sủa, lông màu bông lau nha các bác nhá. Đấy. Đẹp cực kỳ luôn. Anh em nhìn em lắc này. Không phải con chim nào mà anh em lắc như này nó cũng dám đứng cầu nó hót đâu nhá các bác nhá. Đấy, không tin anh em về anh em cứ thử với chim nhà các bác. Đấy, chim này anh em quen nhà quen chủ thì nó dễ hơn nhiều. Đấy, như em này thì toàn là chim mới về thôi. Lên hình cho các bác. Siêu thuần luôn. Giọng thì đặc biệt hay rồi. Đây lá vả to, anh em nào mà kết thì alo cho em nhá. Ạp. Anh em để thấy là từ khi mở vải ra là em nó hót không ngừng nghỉ các bác nhá. Hót nó gật gù rất đẹp luôn. Giọng hót này cũng như là tốc độ mỏ của em nó. Em này thì giọng rất hay và da mỏ rất đều các bác nhé. Cầm tay mà chơi như này quá tự tin rồi anh em ạ. Thoải mái nó đứng nó gật gù này. Hót nó ra giọng quá tuyệt vời luôn. Ra giọng quá tuyệt vời luôn.
lắc cho anh em thấy được độ thuần của em nó luôn nha các bác nha. Lắc trêu các kiểu luôn. Đấy, anh em có thể thấy là lắc trêu các kiểu nhưng em nó không hề lên vanh nha các bác nhá. Vẫn đứng ở cầu hót, gật gù hót rất hay. Đuôi thì lúc nào cũng to 2-3 đầu ngón tay luôn. Quá đẹp anh em ạ. Sát cho anh em xem này. Lông nha anh em nha, chất lông rất đẹp anh em nhìn này. Cái màu lông nó sáng nha các bác nhá. Đấy, lông màu bông lau. Cực kỳ đẳng cấp luôn anh em ạ. Rất sát để cho anh em có thể nhìn rõ được chim nhé các bác nhé. Đấy, em để rất gần rồi đấy. Trời hot rất là tự tin nha các bác nhé. Thank you.
từ lúc mở ra đến giờ nha các bác nhá, chưa hề có dấu hiệu là dừng mỏ luôn. Họ rất là tốt. Đấy, cứ gạch gù đứng hót thôi, đứng cầu hót, cũng chưa lên vanh một lần nào nha các bác nhá. Mặc dù là em trêu rồi lắc các kiểu luôn, nhưng em nó vẫn rất là đẳng cấp. Mà em đi siêu đỉnh luôn, giọng siêu hay, anh em nào kết alo cho em nhé các bác nhá. Đấy, chim tại Tuyên Quang và ship toàn quốc cho các bác. Anh em nhìn này, anh em nhìn em lắc này. Đấy, lắc chư này mà chim vẫn hót luôn nha anh em nhá. Vẫn đứng cầu chơi bình thường nha anh em nhá. Anh em thấy đẳng cấp chưa? Đấy, gọi là quá VIP luôn. Lắc như trong trắng vẫn đứng cầu chơi bình thường. Anh em nào kết em siêu thuần siêu mỏ này nhá, alo cho em qua số điện thoại 0978 767 689. Rồi, cảm ơn các bác rất nhiều.